Trong số báo 31 phát hành vào ngày 29 tháng 7 năm 2024, tạp chí Kinh tế Việt Nam dành vị trí trang trọng nhất cho các bài viết về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc. Trang 4 với bài "Dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác tư tưởng của Đảng", bài viết của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Trang 10 với bài "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc với nhiều dấu ấn nâng tầm đối ngoại Việt Nam", bài viết của đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Trang 13 với bài: Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh nhất châu Á, bài viết của Tiến sĩ Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Trang 16 với bài: Một số điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh tế từ năm 2011 đến 2023. Trang 18 với bài: Di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ còn mãi. Ngoài ra trong các chuyên mục chính của số báo 31 còn có các bài: Cải cách môi trường kinh doanh chưa như kỳ vọng, chuyên mục kinh tế và chính sách. Nỗ lực khai thác mỏ vàng thuế thương mại điện tử chuyên mục tài chính ngân hàng. Áp lực vốn chịu vai doanh nghiệp bất động sản, chuyên mục bất động sản. Thanh toán kỹ thuật số thúc đẩy phát triển kinh tế số, chuyên mục chuyển đổi số, startups. Doanh nghiệp Trung Quốc lo đao vì thừa công suất, chuyên mục kinh tế thế giới. Và như thường lệ, trong chuyên mục hồ sơ tuần này, tạp chí kinh tế dành chọn cho bài Thị trường giày dép toàn cầu, ngành công nghiệp hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Quý độc giả có thể đặt mua tạp chí kinh tế Việt Nam bản in dễ dàng qua nền tảng phát hành economy vn hoặc tìm mua phiên bản PDF của tạp chí in trên nền tảng portonp.faha.com với các gói báo số 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng với nhiều ưu đãi.